chào các bạn. Hôm nay tiếp tục mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách tạo một cái Core Field Legend, là một cái bảng legend mà nó thể hiện cái diện tích của từng cái space. Thì đầu tiên mình sẽ làm gì? Các bạn có level 1, level 2 rồi. Trước đó mình đã hướng dẫn cho các bạn thiết lập rồi đúng không? Thì bây giờ mình duplicate ra, mình sẽ tạo một cái detail nè. Đúng không? Để mình sẽ duplicate nó ra ha. Tạo thêm một cái mặt bằng level 1. Xong rồi tạo cái mặt bằng level 2 nữa. Đây. Duplicate with detail nè, đúng không? Thì cái này á là level 1, level 2. Thì trong level 1 này nè, bạn nhấp vào đây các bạn có thể tắt cái space đi, bấm VG. Mình sẽ không hiện cái space, giả sử như vậy ha. Bấm qua đây. Space tab đi. Đúng không? Nhưng mà các bạn sẽ cho hiện cái gì? Có thể sẽ cho hiện cái này lên đây. Giờ mình thử làm cho bạn xem mà. Room tag lên. Bản thân mình tắt cái space tag nhưng mà cái space nó vẫn còn. Bấm VG. Có thể tắt cái space luôn cũng được nè. Thấy không? Nghĩa là mặt bằng bên đây nè là mặt bằng bình thường. Ha, ở đây cũng vậy. Tắt cái space, bấm S, tìm cái space. Tìm cái nếu mà tắt cái space này thì nó cũng mất rồi. Rồi giờ qua đây chọn lại building view. Giống như mình muốn tạo một cái view riêng biệt, view này không có space như view này nè, thì level 1 nè, các bạn bấm chuột phải rename nha, là nói về space. Các bạn cứ làm cho mình là space đó. Level 2 để cho mình biết, mình bấm qua cái view đó mình sẽ xem space của nó đó. Rồi trong cái level 1 này mình làm gì? Giờ mình sẽ tạo cái color view legend, đúng không? Các bạn sẽ vào analyze. Đây, các bạn sẽ vào cái mục color view legend này. Nó sẽ có thể tạo dark legend, pale legend, thì cái đó mình sẽ nói sau ha. Color view legend là đó. Các bạn để nó bên đây. Rồi. Thì mình chọn là space ha. Mình đang chạy space. Bấm ok. Đó. Có nghĩa là cái gì, cái này đầu tiên nó chia ra, cái này có nghĩa là nó nói về cái phòng. Nó tự nó định màu, mình có thể tự định màu hoặc mình để tự nhiên. Thường thì mình để tự nhiên đi chứ mất công đỡ phải đi định cái màu cho nó khổ. Đúng không? Đó, main room thì nó là cái màu này. Đó. Không? Daily room nếu có cái màu thì mình để mặc định cái màu nó random, nó tự do thì mình dễ hơn. Bây giờ mình nói ở đây mình có thể chỉnh nó và tôi chạy theo diện tích. Bấm edit nè. Thấy không? Thì ví dụ như cái này là space area đi, mình đặt là space. Cái title nó là space. Để cho biết không? Rồi ở đây mình sẽ là area. Này theo diện tích nè, đó. Thấy không? Rồi. By range nè. By value nè thì nó ra đầy đủ nè. Rồi bây giờ mình cứ nhớ vô đi. Apply. Không? Thì rồi nó có không có vô thì vô lý đúng không? Bạn bấm unit UN. Các bạn chọn cho mình chỗ area là các bạn đẩy cái rounding làm tròn lên. 3 đơn vị hoặc 2 đơn vị đi. Đó. Không? Thì nó sẽ có cái chỗ nhỏ nhỏ này coi. Ở chỗ này quá. Không? 1,8 mét vuông nè. Nó chia theo màu của mét vuông. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tầng 2 cũng làm vậy, tương tự vậy luôn. Còn là collection nè. Nghĩa nó sẽ tương tự nè. Bấm ok. Thấy chưa? Nó sẽ nó ra luôn. Bấm edit coi. Rồi nha, space area luôn, xong. Có thể add thêm vô nữa. Đó, tạo thêm mới nè, đó tùy mình ha. Đó là mình đã hướng dẫn cho bạn tạo được cái này. Khi bạn nhấn bên đây bạn làm thì cũng mặt bằng đó, nhưng mà là nó chỉ thể hiện cái room tag bằng vẽ ống gì đó. Còn bên đây là một cái bằng để mà tính toán là space để mình qua mình tham khảo space, mình xem diện tích nó bao nhiêu nữa đó. Không, thật ra nó đọc từ cái này ra nè, phải không? Từ cái phòng này Open Office nè, thì cái Open Office nó sẽ là màu xanh này là 221 nè, thì nó lấy cái số này ra thôi.
nó đọc, nó lấy những cái thông số ra. Rồi sau này mình sẽ có những cái bản tải, tải từ bao nhiêu kilowatt thì mình nhìn vô đây mình biết được cái màu sắc đó của nó. Nó trên rút như vậy đó, bạn nhìn ha. Thì những mặt bằng khác cũng làm tương tự như vậy, nếu mà thì chỉ là một cái nhà nhỏ thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi.